Xin chào mọi người, mình là Chim Sẻ Nắng và kênh Chim Sẻ Nắng Official là kênh chính thức của mình. Hy vọng là mọi người sẽ follow và ủng hộ mình nhá. Một bài đấu được cầm Persian. Và xin gửi lời chào đến tất cả anh em đang xem nhà đâu mọi người, hello anh em. Rồi xúc luôn như vậy là đánh bài tàu thì thủ Chim Sẻ Nắng ở trong trận đấu đầu tiên với bài đấu được cầm Per của mình. Hello tất cả anh em đang xem nhà đâu mọi người. Hello anh em, hello mọi người. Và chúng ta sẽ có Chim Sẻ Nắng này, Mạnh Hào này, có anh Mạnh Hiếu và có thêm anh Duy trong đội hình của anh thủ Chim Sẻ Nắng. Bên kia thì có game thủ Chim Bảy, game thủ U98 và game thủ Xuân Nam, và cuối cùng đó là anh S2. Đó là đội hình giao quân của cái team ở trong trận đấu này, và là con voi thứ hai được anh thủ Chim Trắng đưa về nhà chính cho mình đây thôi. Vâng, trận đấu đầu tiên trong buổi chiều ngày hôm nay. Hello tất cả em đang xem Zalo mọi người. Vâng, và đến với trận đấu này xin giới thiệu các bạn về sản phẩm Sony Note tới từ Huyền Phi Competit. Dùng ngay Inot Cool Red để diệt khuẩn tối đa, giúp giải quyết hôi miệng, sâu răng, các vấn đề về nướu. Hai lần một ngày giúp bảo vệ khoang miệng sạch khỏe, hơi thở thơm mát. Ok, và ta cũng đến với trận đấu này. Và anh em đợi chút để mình bảo sẻ nháy quân cái. Xoay quân đi sẻ ơi, xoay quân đi. Và như vậy là chưa soi quân anh em ạ. Nói chung là bài đấu mà sẻ được cầm bơ đánh bài tàu đây rồi, anh cũng xem bài bơ này sẽ kích đời như thế nào. Đối đầu với team bên kia có Truy Mệnh với cả mấy anh em. Rồi tôi soi hơi vội anh em ạ. Đây rồi, như vậy là đã có quân ở trong trận đấu này để cho tất cả anh em được biết luôn. Như vậy ở trong trận đấu này thì chúng ta sẽ có những đơn vị quân như Chim Sẻ Nắng là người được cầm bơ này, anh Mạnh Hào là người được cầm IA, anh Mạnh Hiếu IA nữa, và có một Babylon trong tay của anh Duy. Ba chém một cung. Bên kia thì có anh thủ Truy Mệnh là người được cầm Cho Son thôi. U98 là người được cầm Egypt, anh Xuân Nam là người được cầm Seng, và có thêm một Roman nữa tay cái thủ của anh S2. Đó là quân của cả tám cái thủ ở trong trận đấu đầu tiên này. Và xin gửi lời chào đến tất cả em đang xem. Đây là bài bơ cho anh thủ Chim Sẻ Nắng. Bài đấu đang có hiệu đầu hai voi và quả phụ. Xin giới thiệu các bạn thì kênh thủ chúng ta đang thi đấu tại HPC Gaming House, tổ hợp 301 Gaming House lớn nhất tại Hải Phòng. Hôm nay chính thức đi vào hoạt động thì chúng tôi đang ngồi ở tầng 6 luôn anh em ạ. Từ tầng 3 đến tầng 6 toàn phòng máy để cho anh em có thể đến và trải nghiệm thôi. Đã có rất nhiều khuyến mãi tới từ HPC Gaming House để anh em có thể đến chơi và trải nghiệm anh em nhá. Hôm nay thì Hải Phòng sáng mưa giờ lại nắng rồi, nói chung là nắng mưa liên tục anh em ạ. Chào anh em. Anh em thấy chất lượng thanh hình đã ổn hết chưa? Đây, bài Persian đang đánh 21/24. Bài đấu đôi voi bị hiệu quả đang cố gắng tìm thêm xem có voi hiệu gì nữa hay không. Đánh bài tàu ở trong trận đấu này. Và quả đầu quả phụ nói chung là đồ ăn thoải mái dành cho cái vụ Chim Sẻ Nắng ở trong trận đấu này các bạn ạ. Đồ ăn là thoải mái. Ok, mình vừa hạ cái bàn xuống một chút. Ôi, mình đang ngồi phòng livestream hơn trăm củ các bạn ạ. Phòng livestream này hơn trăm củ luôn, đánh 102 người. Ok rồi đúng không ạ? Ok anh em. Đây sẽ là chiếc nhà BB để có thể cơ cấu mỏ vàng của mình với bài Persian này. Chúng ta sẽ cùng đá sang màn máy khác một chút xíu nào. Vâng, đây là máy của game thủ Mạnh Hào với bài đấu cầm Yamato và nhẹ nhàng 5 voi. Rất nhiều voi đến thủ Mạnh Hào, các bạn có thấy còn cả hiêu đầu nữa. Bài IA trong cánh này nhưng mà để đánh cung A bài này thì nhìn qua nó vẻ hơi khó khăn đến thủ Mạnh Hào nhỉ. Bài rất nhiều voi hiêu. Vâng, đây là máy của game thủ Chim Sẻ, vẫn có thêm con voi thứ 3 được đưa về với bài Persian 23 dần này. Vâng, bài này sẽ kích 9 thôi. Còn voi nằm tại nhà chính mình. Vâng, đây là máy tới từ bài Babylon của anh Duy. Vâng, kích đời. Như vậy là 8 phút 2x với bài 24 dân ăn tranh màu 7. Đó chính là anh chủ S2, người cầm Roman phía đối phương. Vâng, và cuối cùng đây là màn máy của anh Mạnh Hiếu với bài đấu được cầm Yamato của mình. Chạm 2 người. Rồi, xem máy sẻ chém rồi. Đây là máy game thủ Chim Sẻ. Và đến với trận đấu này, trước khi đến với những tình huống giao tranh, xin giới thiệu các bạn Soluminos sạch hôi nách gần khoảng cách, được ra đời bằng cả tâm huyết của Huyền Phi Competit, thương hiệu mỹ phẩm hàng đầu Việt Nam. Soluminos giúp khử mùi và giảm tiết mồ hôi hiệu quả vượt trội, mang lại cảm giác khô thoáng cả ngày dài. Mọi chi tiết về sản phẩm Soluminos thì các bạn có thể truy cập theo đường link mà mình đã ghi phần comment. Còn đây là máy game thủ Chim Sẻ và đấu kích 9. Chào anh Tiến Ngô nha, chào anh em. Không biết là ở đây đang theo dõi livestream này có nhiều anh em đến từ mảnh đất hoa phượng đỏ Hải Phòng không ạ? Anh em nào đang ở Hải Phòng có thể comment số 1 trong chat cho mình thấy đâu anh em. Và Chim Sẻ Nắng đang thi đấu với các game thủ bán chuyên ở Hải Phòng, đối đầu bộ đôi Truy Mệnh với game thủ 98. Bỏ bế cho cửa mình thôi. Và địa chỉ của HPC Gaming House là ở 29B Lương Khánh Thiện anh em nhá. 29B Lương Khánh Thiện, thành phố Hải Phòng, anh em có thể đến và giao lưu của game thủ rồi. Rồi, vâng, anh Xuân Nam đang đóng nhà điều kiện. Một bài xiềng nhưng Sẻ đang chọc vào luôn, dân đóng nhà điều kiện tới từ người cầm bóng 6 ở trận tình huống này. Và chọc rất sớm, vừa đóng BL xong thì bài bị xiên rồi. Bài kích cuối 10 tới từ người cầm xem về phía đối phương. Và sẽ là 2L dành cho game thủ Chim Sẻ, thế đầu cánh của mình. Chém luôn.
Tránh Khánh Đào nhá, tránh anh em Hải Phòng nhá, hello anh em. Vâng, đang xiên dần đối phương. Ok anh ơi, đây rồi. Vừa lên ạ. À ok. Vâng, như vậy là theo thông tin tới từ anh Mạnh, chủ của Gaming House HPC Kim Nhau, đó chính là ngày hôm nay x3 tài khoản cho anh em đến mở tài khoản, và ngày mai cũng tiếp tục x3 cho anh em luôn. Được chưa anh em? Đây là một tổ hợp 3 trong 1 với Milad, với Cà Phê và Gaming House. Phải nói là cực kỳ bóng bình lớn nhất tại Hải Phòng để phục vụ cho anh em thành phố Hoa Phượng Đỏ đến chơi và trải nghiệm. Chúng ta đang đến với trận thi đấu đầu tiên ở trong cuộc đấu này. Thì các bạn có thể thấy là Chim Trẻ Nắng vừa chém cho bài sen của anh Xuân Nam, gọi là gãy người luôn rồi, gập luôn rồi anh em ạ. Tham lai là 29/44 tới từ bài đấu này. Không biết là anh em nào đang ở Hải Phòng thì có thể đến tại HPC Kim Bao 29B Lương Khánh Thiện để giao lưu cùng Chim Trẻ Nắng và các game thủ của team FS được không anh em? Và hiện tại đang có chương trình khuyến mại x3 tài khoản cho anh em tại HPC Kim Bao. Ngoài ra tầng 1 sẽ có bia, tầng 2 có cà phê, nước nồi, hoa quả phục vụ anh em tới nóc luôn. Anh em Hải Phòng chào tất cả anh em ở Việt Nam. Ok, chào anh Quang Vinh, chào anh em nhá. Và như vậy là bóng 6 ở trong trận đấu này, anh Xuân Nam đã bị game thủ Chim Trẻ Nắng chém gãy luôn rồi. Bây giờ đang cơ cấu ra ruộng và có con giò tới từ anh Xuân Nam đến nhà Chim Trẻ. Nhưng với một con giò như này mình cũng nghĩ cũng không quá quan ngại. Ở bên trong cánh đang là người cầm màu 5 game thủ truy bệnh cho Son. Bệnh đang đắp P thì bị xẻ lao vào chém luôn. Chưa bánh xe, hai lạc đà lao giữa nhà truy bệnh luôn. Một bài đấu đang có một bài Persian anh đánh theo bài tàu kích tà, kích 9. Và lên sớm 2L siêu đều chém hai nhà cánh này rồi. Và 1 cân 2 luôn đến từ game thủ Chim Trẻ. Bệnh đang không đỡ được trước những con lạc đà này của game thủ Chim Trẻ Nắng. Quá đông lạc đà tới từ bài Persian này rồi. Vâng, đang cho ngựa giò để kê con P đầu tiên của game thủ truy bệnh. Và chúng ta cùng xem thì con P đầu tiên của bệnh liệu có phù được hay không. Vâng, lạc đà áp sát luôn và chém chết luôn con P này. Phế hoàn toàn tới từ game thủ truy bệnh. Một bài chém tưng bừng dành cho game thủ Chim Trẻ. Có vẻ mảnh đất Hải Phòng Hoa Phượng Đỏ và địa chỉ HPC Kim Hào đang thực sự là thuận lợi dành cho team của Chim Trẻ Nắng. Cộng với đó là game thủ Mạnh Hào, timeline đã bắt đầu gầm dành cho các game thủ chúng ta. Và đây là máy của anh thủ Mạnh Hào ở cái bên kia. Và Mạnh Hào đang, đây là bài Yamato của anh Mạnh Hiếu trước. Tham 30 cũng rất khỏe rồi. Và đây là máy của người cầm Babylon anh Duy. Tham lai là 23. Và cuối cùng là Mạnh Hào đánh cung A áo, tham lai 37. Thân hình hoàn toàn bình thường, cung A đã hai áo luôn dành cho bài đấu này. Và đang ngồi ra ruộng, từ từ vẫn xem sẻ chém vậy. Và chém gãy truy Mạnh luôn rồi. Mạnh lên được nút cái bánh xe. Ở nhà của sẻ đang bị bóng 6 chơi vào, nhưng cũng có thể cơ cấu khung lại cái hốc này của mình. Đang phải e để khung lại rồi. Và có chém đổ P của Mệnh luôn không? Cái này cân đôi luôn rồi. Và cái này đã cân đôi tới từ game thủ Chim Trẻ. Mệnh và bóng 6 không còn nhiều đồ để thi đấu với game thủ Chim Trẻ Nắng nữa. Bây giờ quyết định đốt P đối phương luôn. Với một bài đấu được cập bờ như thế này rất khỏe để cho game thủ Chim Trẻ, các bạn có thể thấy. Bài đấu cực kỳ khỏe luôn. Và thêm vài chiếc ruộng nữa. Bên kia thì sẽ có game thủ 98 cầm Egypt đánh chủ lực. Và chúng ta cần phải công vào bài Egypt này của game thủ 98. Sẽ đã muốn đốt luôn nhà PP tới từ người cầm màu 6. Xin lỗi, tới người cầm màu 5. Và chém lại màu 6 ở nhà thì đang bị màu 6 chơi vào một tơn. Bây giờ cần xin gỗ đồng đội để có thể khung hết lại cái mặt này. Vâng, có P mới tới từ truy bệnh. Và tôi đã nhìn thấy bóng dáng của chú Phù Thủy. Và nó phù đen ở trong cái mua rồi. Bây giờ thì xẹp đâu quay lại chém luôn. Chết luôn con phù này thôi. Vậy không phù được con lạc đà nào của cái thủ Chim Trẻ Nắng cả. Cảm giác cửa thắng đang sáng ngời luôn. Màu 6 bắt đầu có lạc đà đi quản Chim Trẻ Nắng rồi. Và sẽ đang hết gỗ. Đây là máy của các game thủ khác như màn máy của anh thủ Mạnh Hào. Mạnh Hào tham lai là 55/80. Một bài đấu đánh cung A hai áo của Yamato và đang cũng rất là khỏe trong trận đấu này rồi. Và cơ cấu nhà cửa mình đánh phát triển cung A áo lên 4 thôi. Đồng đội cũng khỏe mà. Ví dụ bài Yamato này ra ngoài. Bài Yamato này tham lai ở số là 38 đang lao vào móc nhà của game thủ Kunet U98. Bài đấu mà Yamato vẫn có một tham lai với những con chém công giáp đầy đủ luôn. Đây là máy của Babylon. Babylon này tham lai là 14/48 thôi. Cơ cấu nhà cửa mình. Anh em cho xin một like, nút chia sẻ cho livestream cho. Hello mọi người, hello anh em. Chúng ta sẽ đến với mặt máy của game thủ Chim Sẻ rồi, đang soi tham rồi. Đây rồi, đây là dân bầu 7. Ui. Vâng, con Roman này gặp đàn lạc đà này của Sẻ công 4 vào nó chém cho thì sẵn nhặt anh em ơi. Rồi làm tạm đơn dân này không chạy được nữa rồi. Tham lai là 34 dành cho game thủ Chim Sẻ rất khỏe rồi. Lại kin thêm được dân bầu 7 nữa. Bài cầm pơ đánh bài tàu và các bạn mới thấy là sức mạnh tới từ con Persian này. Vâng, phá cháy như thế nào. Và chốt một game vào đây. Và đưa lạc đà đi vòng để có thể bắt con lạc đà của người cầm bóng 6. Rồi chém luôn lạc đà này thôi. Không thể thoát ra được nữa rồi. Và có thêm một lạc đà màu 6 nữa đẩy vào. Người ta này mình nghĩ là không đáng ngại. Sẻ đang có quá đông lạc đà với con pơ của mình. Kinh thật. Chém ba nhà luôn rồi anh em ạ. Mạnh Hào sắc đánh lên thẳng 4 thôi. Đang soi tham.
Tham Lai chúng ta đang đề rất mạnh, Tham Lai Mạnh Hào 83 rồi. Tham Lai rất to đấy, Mạnh Hào lên vài chiếc ruộng nữa và bò bế lại nhà cửa mình một tơn cho nó chắc chắn luôn. Chiều nay thì bộ đôi Truy Mệnh và U98 sẽ thi đấu trong giải đấu AOE quán rượu tự do League 1 tại đây luôn nha các bạn. Ở đây là một máy chủ chim sẻ. Sẻ Tham Lai đầu số là 33/60. Vâng, đang chém dần đối phương. Múc luôn, múc luôn. Chần chừ gì nữa đúng không anh em? Vâng, lại bị màu 6 khoản. Thỉnh thoảng màu 6 cứ thả một con lạc đà vào rất là khó chịu. Đây rồi, quay lại chém lại màu 6 thôi. Hơi khó chịu với con xe này rồi. Và chém chết màu vàng tới từ anh Xuân Nam luôn. Đây, cơ bản thì chúng ta vẫn có một Yamato khỏe. Nhưng mà vấn đề là không biết Egypt bên kia của 98 có lên 4 người hay không. Đấy cũng chờ đợi. Sẻ đang soi tham. Egypt 98 cũng đang khá là to, màu 6 fit luôn rồi. 6 fit luôn rồi các bạn ạ. Cả màu 2 tạt sang chém màu 6 đến từ anh Mạnh Hiếu nữa. Anh màu 6 fit luôn rồi các bạn ơi. Đây là một máy thủ Mạnh Hào chủ lực. Chủ lực tham lai là 94. Đó, đang lên công nghệ. Ok anh em ơi, đây rồi, máy mình đã ổn định trở lại rồi anh em ơi. Anh em bình tĩnh, Đây. Để tôi view lại máy xẻ cho anh em nhá. Rồi, đây rồi, có máy xẻ đây rồi anh em ơi. Ok, vâng, xẻ bắt đầu lao vào chém của cái thủ 98 rồi anh em ơi. Lao vào chém nhà cái thủ 98 luôn. Và mình nghĩ là chiến thắng sẽ có dành cho game thủ chúng ta trong trận đấu này. Và quyết rồi, với tỷ số là 1-0 dành cho team của Chim Sẻ Nắng ở trong 10 chiều ngày hôm nay. Và đây cũng trở lại đến với trận đấu thứ 2 ngay sau đây thôi. 1-0 cho team của Chim Sẻ. Trận chém tốt rồi từ bài Persian này. Chém này là chém đủ 4 nhà luôn đấy anh em ạ. Chém đủ 4 nhà có gì nữa. Trở lại đến với trận đấu thứ 2 ngay sau đây thôi. Chém phát đủ 4 nhà luôn các bạn ơi. Quá ghê gớm. Đây cũng trở lại đến với trận đấu tiếp theo ngay sau đây. Hào lên 4 là win rồi anh em. Ok, cũng trở lại đến với trận đấu thứ hai thôi. 1-0 cho team của đối thủ Chim Sẻ Nắng.